Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Các bạn ơi, các bạn đã bao giờ phát hiện thứ gì kỳ lạ ngay trong đồ ăn của mình hay chưa? Hãy comment ngay cho tôi biết nha. Các bạn thân mến, vào mỗi cuối tuần chúng ta thường dành thời gian đi chơi, thưởng thức những bữa ăn tối tại nhà hàng hay là các đồ ăn nhanh tiện lợi như là hamburger hay là gà rán đúng không? Trông thì ngon thiệt, nhưng mà những món ăn này cũng chứa rất là nhiều thứ kinh dị luôn nha các bạn. Các bạn có tò mò đó là gì hay không nào? Ngay bây giờ hãy cùng tôi khám phá 7 thứ kinh dị và đáng sợ từng được tìm thấy trong đồ ăn. Cảnh báo không ăn khi đang xem các bạn nha. Thứ nhất, chuột chết trong chai nữa. Ơi ơi, chúng ta đều biết rồi các bạn, mấy con chuột ghê gớm chết người có sở thích chui lủi tìm đồ ăn ngon ở trong nhà đúng không? Nhưng mà sẽ thật là kinh dị khi nó bỗng được phát hiện lọt tởm trong chai nước. Vào năm 2009 thì một người đàn ông tên là Ronald Ball đã mua một chai Mountain Dew từ máy bán hàng tự động. Thế nhưng khi vừa mở chai nước còn nguyên đai nguyên kiện ra thì anh bỗng phát hiện một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Thì ra bên trong chai là một con chuột đã chết từ lâu rồi, đang trong quá trình phân hủy và ăn mòn. Vaughn bị ngộ độc và phải điều trị trong vài ngày liền. Anh lập tức đâm đơn kiện hãng Pepsi, đòi khoản bồi thường là từ 50.000 đô la Mỹ đến 75.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, Pepsi cũng không phải dạng vừa đâu, bởi họ có một đội ngũ luật sư hạng A vô cùng xuất chúng nha. Các luật sư đại diện cho Pepsi đã đáp trả đơn kiện của Bond bằng những lập luận không thể nào xác đáng hơn và đem lại chiến thắng cho gã khổng lồ giải khát. Nhưng chính vụ kiện hấp dẫn nhất trong lịch sử của Pepsi đã chôn vùi chai nước Mountain Dew. Nó đã bị người dân tẩy chay không thương tiếc luôn. Tiếp theo các bạn ơi, một thứ cực kỳ là tởm lợm, cảnh báo không nên ăn khi đang xem video này nha. Thứ hai, dòi trong đồ ăn. Trong thời gian qua, có kha khá vụ việc đồ ăn có dòi bị phanh phui khiến nhiều người ngỡ ngàng và bật ngửa. Đây như là một lời cảnh báo về tình trạng đồ ăn kém an toàn, kém vệ sinh đang trôi nổi trên thị trường. Chỉ vài tháng trước thôi các bạn, cả mạng xã hội xôn xao trước một đoạn video clip ghi lại cảnh cả họ nhà dòi béo mập lúc nhúc trong miếng cá kho. Được biết nha, một người đàn ông đang ăn tối một mình ngon lành với cơm cá kho. Nhưng mà các bạn, anh chỉ ăn được có một miếng thôi. Anh bàng hoàng phát hiện ra mấy cái đầu que trắng nõn nà nhô lên khỏi thịt cá. Sau đó anh dùng đầu đũa vạch miếng thịt cá ra thì bàng hoàng thấy dòi bò lúc nhúc từng đàn. Trời ơi, quá là kinh hãi. Anh ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh móc họng và nôn mửa ra. Tôi mà tôi gặp cảnh này chắc tôi bị sốc tâm lý, không bao giờ tôi muốn ăn cá nữa luôn, thề luôn á. Và theo thông tin như anh đã chia sẻ thì khúc cá này thuộc đơn hàng gồm 8 món anh mua tại cửa hàng chuỗi thực phẩm là Clever Food ngay trên phố Ngụy Như Con Tum ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Và sau khi phản ánh, anh nhận được câu trả lời là do phía nhà cung cấp, cửa hàng sẽ hoàn lại tiền. Và cũng ngay sau đó luôn, Clever Food đã thông báo tạm dừng toàn bộ hệ thống các cửa hàng trên toàn Hà Nội vài ngày sau sự cố lỗi sản phẩm cá kho như vậy. Và đây chính là một bài học cảnh tỉnh cho mọi người. Ngay đến cả chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch đã được cấp giấy phép cũng không thể nào tin được các bạn ha. Mất niềm tin vào cuộc sống quá đi. Còn hàng loạt những vụ tìm thấy dòi trong đồ ăn khác nữa nha. Ví dụ như trong group review đồ ăn nè, một tài khoản đã chia sẻ khi đang bún bò Huế với người yêu thì phát hiện ra một điều kinh dị các bạn. Họ nhìn thấy từ xương đùn ra vô số con dòi và thực sự là không thể tin vào mắt của mình luôn các bạn. Cô đã hỏi lên bác Google đủ kiểu, thế nhưng kết quả vẫn là dòi. Cô chủ quán sau khi nhìn thì một mực khẳng định đây là cốt từ xương ra, rất là thơm ngon đó con. Trời ơi, còn riêng tôi khẳng định luôn các bạn, đây chính là dòi, không thể nào mà sai được. Một trường hợp khác cũng gây xôn xao dư luận vào năm 2016 vừa qua, tại căng tin của trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện hàng chục con dòi lúc nhúc trong phần cá chiên. Sau đó nha, các sinh viên khác cũng chia sẻ những hình ảnh cơm xuất hiện dòi, sâu, dán và nhiều vật thể kinh dị khác nữa kìa. Chỉ có thực phẩm hỏng để lâu ngày mới thối rữa mới có dòi thôi. Và chính vì vậy, các bạn ơi, nên cực kỳ cẩn thận với những đồ ăn bên ngoài nha, tránh tiền mất tật mang, trời ơi. Tiếp theo nha, một thứ tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim kinh dị mà thôi. Thứ ba, ngón tay trong sandwich. Trời ơi, các bạn không có nghe lầm đâu nha, có hẳn một ngón tay của người thật đã được tìm thấy trong đồ ăn đấy các bạn. Trường hợp hy hữu và đáng sợ này xảy ra tại hạt Jackson, bang Michigan ở Mỹ. Một cô bé tên là Ryan Hart, mới có 14 tuổi đã vô cùng là hốt hoảng khi mà phát hiện ra có ngón tay trong bánh sandwich. Chuyện xảy ra khi mà Ryan đang vô tư thưởng thức chiếc bánh sandwich vô cùng ngon lành do hãng Arby's sản xuất thì đột nhiên cậu khựng lại vài giây và cắn phải cái gì đó nó cứng cứng các bạn.
Ngay lập tức nha, Ren nhổ miếng bánh đang nhai ra và cậu vô cùng là sốc khi trông thấy một mẩu ngón tay người. Ren đã suýt ói mửa vì thứ kinh khủng này luôn và mẹ của cậu đã gọi điện ngay cho cảnh sát để trình báo vụ việc. Còn Ren được đưa đến bệnh viện gần đó để mà lấy mẫu máu. Giám đốc sức khỏe môi trường tại Jackson đã cho biết chắc hẳn là một công nhân nào đó trong quá trình vận hành tái thịt đã cắt phải ngón tay của mình. Nhưng người đó không hề thông báo cho mọi người về phần ngón tay đã bị tách rời văng vào trong miếng sandwich. Thế là cậu bé Ryan lại tình cờ ăn phải chiếc bánh này. Người phát ngôn của công ty Orby sau đó đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố. Công ty cũng tiến hành điều tra và đồng thời khử trùng sạch sẽ toàn bộ nơi sản xuất bánh. Trời ơi, đúng là một phen hú hồn lên mây luôn các bạn ha. Và nếu như các bạn rơi vào trường hợp của cậu bé Ryan, các bạn sẽ xử lý như thế nào đây? Hãy comment ngay cho tôi biết kinh nghiệm tình trường của các bạn nha. Tiếp theo nha, một thứ rất bẩn thỉu mà con người cực kỳ căm ghét luôn nha. Thứ tư, dán trong đồ ăn. Trời ơi, ai cũng biết rồi, loài dán hôi hám bẩn thỉu luôn có sở thích mò và chui vào đồ ăn của con người. Một người phụ nữ đang dùng bữa ở nhà hàng Nét Huế thì chị bàng hoàng phát hiện cái lọ ớt chân của nhà hàng có đến 3-4 con gián bò lúc nhúc ở trong các bạn. Vì màu của con gián và lọ ớt chân nó giống nhau mà, nên phải quan sát thiệt là kỹ thì chúng ta mới có thể phát hiện ra được. Ngay sau đó nha, chị này đã gọi cho nhân viên nhà hàng để phản ánh, nhưng họ vẫn rất thản nhiên, cứ như là việc này là chuyện bình thường á, xảy ra như cơm bữa á. Trời ơi, sự việc dán bò trong lọ ớt chân đã khiến người dân lo lắng về thực trạng an toàn vệ sinh của các hàng quán các bạn à. Và ở một trường hợp khác nha, tại Trung Quốc còn đáng sợ hơn nữa. Một người phụ nữ và bạn bè tại tỉnh Quảng Đông đã đặt món vịt hầm mua ở cửa hàng gần nhà. Mọi thứ thì đều có vẻ rất là ổn và ngon các bạn, cho đến khi vài người bạn phát hiện ra một con gián. Họ quá sợ hãi và hoảng hốt đi, tất cả đã ngừng ăn liền, nghiêm túc kiểm tra xem còn con gián nào nữa không. Vượt ngoài sức tưởng tượng, họ đã tìm thấy đến 40 con gián. Thay vì ăn cùng nhau, họ chơi trò gấp gián cùng nhau, từng con một đặt trong những tờ giấy ăn khiến cho ai cũng phải khiếp vía rụng hết cả mình. Ui, nổi da gà luôn nè. Ngay lập tức nha, cô đã khiếu nại với nhà hàng và báo cáo vụ việc cho cảnh sát. Nhà hàng này đã phải lên tiếng xin lỗi và đình chỉ trong vòng 15 ngày. Thật sự quá đáng sợ luôn các bạn. Nhiều người chắc chắn sẽ ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy tận 40 con gián trong đồ ăn của chính mình cho mà xem. Thì đến nha, một thứ mà bạn không thể tin được luôn. Thứ năm, báo cao su trong đồ ăn. Oh my chui, khó tin thật sự các bạn ha, nhưng mà điều này hoàn toàn có thật nha. Sự việc hy hữu tìm thấy bao cao su trong suất cơm đã được mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một cách chóng mặt. Cụ thể là tại căn tin trường dạy nghề của thành phố Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thì một học viên đã tá hỏa phát hiện ra một chiếc bao cao su đã qua sử dụng trong suất cơm của mình. Quá là buồn nôn, muốn ói luôn các bạn. Sự việc tương tự cũng xảy ra Ấn Độ. Người phụ nữ ngơ ngác bàng hoàng khi vừa mở hộp thức ăn nhanh của nhà hàng Dosa Hut ra thì thấy một chiếc bao cao su nhầy nhụa bên trong. Sau đó người phụ nữ đã cố gắng liên hệ nhưng nhà hàng này từ chối trả lời. Không hiểu sao chiếc bao cao su lại lạc vào trong đồ ăn được các bạn ha. Tiếp theo nha, một thứ cực kỳ nguy hiểm nhưng được tìm thấy trong thức ăn nha. Thứ 6, lưỡi dao lam trong bánh hamburger. Một người phụ nữ tên là Yolanda Orozco, 46 tuổi tại bang California ở Mỹ, đã đến cửa hàng Burger Kill để mà mua một chiếc bánh hamburger kẹp thịt cho bữa sáng. Đang ăn ngon lành các bạn, thì cô bất ngờ cắn phải một vật gì đấy nó cứng cứng màu xám. Ban đầu thì cô nghĩ là miếng hành tây, nhưng mà sau khi mở ra thì cô mới tá hỏa khi trông thấy một chiếc lưỡi lam sắc kẹp giữa miếng thịt và phô mát. Trời ơi, nếu như không phát hiện sớm nha, chắc chắn Yolanda sẽ bị lưỡi dao cứa vào miệng một cách đau đớn luôn á. May mà cô chỉ cắn miệng bé thôi mà chưa chạm đến nó các bạn. Hú hồn con trồn trồn chưa? Mà sau đó nha, cô đã gọi điện trình bày sự việc với cảnh sát ngay. Viên cảnh sát đã đến kiểm tra bếp của nhà hàng này, xác nhận đây chỉ là lỗi bất cẩn của nhân viên mà thôi. Họ không hề có ác ý gì hết. Đại diện cửa hàng cũng xin lỗi và bồi thường cho Yolanda. Thực sự quá là nguy hiểm các bạn ơi. Thế nên ai có sở thích ăn uống nhòm nhàm thì hãy cẩn thận chút xíu nha. Tiếp theo là một loài sinh vật cực kỳ là kinh dị đã được phát hiện ra. Vô. Thứ 7, ký sinh trùng hút máu trong hộp cá ngừ. Sẽ như thế nào nếu như một ngày bạn mở nắp hộp cá ngừ ra thì wow, một sinh vật nhỏ nhỏ với đôi mắt to đang nhìn chăm chăm vô bạn, lăn đụng, ngã ngửa nữa chứ còn gì nữa. Vâng, một người phụ nữ ở Anh tên là Joe Butler đã rất sửng sốt khi trông thấy một cặp mắt của sinh vật nhỏ bé xíu bên trong hộp cá ngừ. Nó có cái đuôi gai phía dưới nha, màu hơi đỏ và một cặp mắt đen lây lấy. Thực chất các bạn ơi, các nhà khoa học đã xác nhận được đây là loài ký sinh trên cá có tên là Simothera exigua.
thì chúng thường sống trong mang cá, bám vào cuốn lưỡi vật chủ để mà hút máu và chất nhầy. Thậm chí nha, nó còn ăn luôn cả lưỡi cá và thay thế vào vị trí này luôn. Rất may là nó không hề gây hại gì cho con người đâu. Các bạn thân mến, 7 thứ kinh dị vừa được tìm thấy trong đồ ăn là lời cảnh báo cho các bạn nào có sở thích ăn hàng uống chợ nha. Tốt nhất vẫn nên mua các thực phẩm tươi sống về nấu, vừa đảm bảo vệ sinh lại vừa an toàn các bạn ha. Video của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn thấy thứ gì được tìm thấy trong đồ ăn là đáng sợ nhất nè? Hãy cùng comment để tụi mình khám phá được biết nha. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhé. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Những bạn nào thích trải nghiệm, muốn khám phá thêm thật là nhiều điều thú vị và kỳ lạ từ Đông Tây Kim Cổ tới khắp các quốc gia trên thế giới thì hãy nhanh tay đăng ký theo dõi kênh Nghiện Khám Phá của chúng mình ngay và luôn nhé. Có rất là nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi các bạn đấy. Vô luôn nào!